Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem YouTube của tất cả anh em. Thì ngày hôm nay tiếp tục cái câu chuyện đang gây cái sự bức xúc cũng như là phẫn nộ rất là lớn trên các nền tảng mạng xã hội cũng như là từ phía dư luận liên quan đến câu chuyện mà cô Sáu Hồng Nhung đã đâm đơn để mà kiện Hồng Loan và yêu cầu chia cái di sản của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chúng ta có thể được biết rằng là trước khi mà xảy ra những cái sự việc mà tranh cãi liên tục liên quan đến cái câu chuyện này thì có một số những cái người nghệ sĩ trong nghề, có thể nói là em út của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh như là Kim Tử Long rồi vân vân, kể cả Vũ Lưng cũng đã từng lên tiếng để mà đính chính bên vực cho Hồng Loan. Nhưng mà ngay sau đó đến giờ phút này thì chúng ta có thể thấy là những cái nhân vật này đều đã im lặng, bởi vì Hồng Phượng đã lên tiếng rằng là nếu như mà ai lên nói rằng đó là xấu về Hồng Loan, khiến cho cô ấy là phải hủy xô và bỏ xô, thì cô ấy sẽ gọi là làm đơn kiện ra tòa và đòi bồi thường thiệt hại về những cái gì đã gây ra cho cô ấy, thưa cô chú anh chị. Cho nên giờ phút này chúng ta thấy là rất ít những người mà trong nghề cũng như là bạn bè xung quanh họ lên tiếng về cái câu chuyện mà của gia đình của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Và đặc biệt hơn thì mấy ngày hôm nay liên quan đến cái câu chuyện mà Hồng Nhung đã đâm đơn kiện rồi, là một trong những người mà đâm đơn kiện trước, khiến cho mà dư luận cực kỳ phẫn nộ khi là một người lớn, là thậm chí là cô ruột, nhưng mà lại gọi là vì một số những cái đồng tiền, những cái tài sản mà có thể nói là không thuộc về mình, của người em trai, của người anh trai của mình, nhưng mà lại gọi là cố giành giật về cho bản thân. Mới đây thì một cái nhân vật đó chính là cô ca sĩ Phương Thanh cũng có một cái bài viết đầy ẩn ý và sâu cay đối với mẹ con của cô Sáu Bào. Mặc dù là không nhắc tên nhưng mà cái nội dung thì chúng ta có thể thấy là rõ ràng là những cái lời đáp trả ẩn ý quá sâu cay, cho rằng là nghiệp tiền trong gia đình theo lộc phúc là như thế này, không có phúc là không được phép hậu hưởng. Nói về tiền nghiệp thì bạc ghê gớm lắm, thành hận thù luôn đó. Người có phúc dày được ơn trên ban cho tài lộc nhiều hơn người, nhưng nếu không biết cách quản, giao tùm lum vì tình cảm, không suy nghĩ thấu đáo, chết cũng không thoát được cái nghiệp quật. Người vì có trong tình thân được xài, kẻ lọc lá mà không có phúc được hưởng lọc về hậu, níu kéo mọi cách để trở thành của mình thì sẽ trước và sau sẽ bị kẹt nghiệp, không thể bao giờ thoát được. Rút kinh nghiệm, di chúc phân chia tài sản đúng tâm phúc thiện thành mới được hưởng, phải xử lý mọi thứ khi còn sống thì mới thoát kịp, để cho người vô minh không thấu hiểu tham gia đấu chiến thì chỉ có nghiệp gia đình chồng lên nghiệp. Ghi nhớ mà né nha, người được tài lộc nhiều nên cẩn trọng cái điều này. Thì trong đây có rất là nhiều những cái nội dung mà nó ẩn ý cũng như là về cái vấn đề gọi là tâm linh. Ngày hôm nay thì có một cái thông tin mà quý vị chắc hẳn rằng ai cũng đã biết, đó chính là cái người em dâu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, là vợ của chú Bảy đó, cũng đã lên tiếng rằng mong rằng là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh này hiển linh và mọi việc mong được gọi là sáng tỏ và chờ gọi là pháp lực lấy lại những cái sự công bằng. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là dựa theo những cái tình huống pháp lý thì khả năng đó Hồng Loan sẽ được thụ hưởng tất cả những cái tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là nó lên đến khoảng hơn 80 đến 90% rồi. Đó là về mặt pháp lý nha. Còn đừng nói đến cái vấn đề mà những cái khán giả cũng như là từ phía dư luận họ hoàn toàn là ủng hộ Hồng Loan. Có thể thấy rằng là rất nhiều những cái comment của cái vị khán giả đó, ai ai thì họ cũng gọi là ủng hộ Hồng Loan. Còn cái việc mà Hồng Phượng đó mà đã tuyên bố rằng sẽ kiện bất cứ ai mà nếu như là đã xúc phạm cái uy tín danh dự của Hồng Phượng, khiến cho cô ấy gọi là cái sự nghiệp nó bị tụt dốc thì quả thật rằng là chúng ta có thể thấy là cho dù đi là Hồng Phượng hay là Hồng Nhung hay là chú Bảy đó thắng cái vụ kiện này, thì chúng ta có thể thấy là khán giả cũng như là dư luận họ cũng sẽ gọi là đồng loạt họ lên tiếng và thậm chí là tẩy chay thôi, nếu mà theo pháp luật đó. Nhưng mà
cái vấn đề luật pháp ngày hôm nay với những cái tình huống cho đến gọi là cái vấn đề bản di chúc, rồi cho đến cái di chúc miệng của Hồng Nhung nói rằng là đã để lại cái tài sản cho Hồng Phượng, và cái số tiền đâu đó thì nghe thông tin loáng thoáng đâu đó lên đến gọi là vài chục tỷ đồng, thưa cô chú anh chị. Cái số tiền cũng không hề nhỏ nha, đó là vài chục tỷ đồng. Như vậy thì cái khối tài sản của Hồng Loan được thừa hưởng thì nó cũng không còn được bao nhiêu nữa, bởi vì cô Hồng Nhung cô ấy nói đó là trừ cái khoản của Hồng Phượng ra thì Hồng Nhung và Hồng Loan phải cưa đôi, mà cô ấy tạm tính là đâu đó có 1,5 tỷ rồi. Như vậy đó thì trừ cái Hồng Phượng ra thì chỉ còn khoảng tầm đó khoảng 3 tỷ thôi. Cho nên là cưa đôi cái nữa là Hồng Nhung được 1,5 tỷ, còn Hồng Loan chỉ còn được có 1,5 tỷ thôi. Có nghĩa là cái khối tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó là dường như là thuộc về Hồng Phượng và Hồng Nhung hết. Đó là theo lời của cô Sáu Bào, cô ấy nói nha cô chú anh chị. Còn cái vấn đề luật pháp thì ngày hôm nay một số những cái chuyên gia cũng như là một số những cái luật sư cũng đã lên tiếng rằng những cái tình huống pháp lý cho chúng ta thấy rằng là khả năng mà Hồng Loan sẽ thắng trong vụ kiện này khá là cao rồi. Về tình về lý thì rõ ràng ai ai họ cũng ủng hộ Hồng Loan chứ. 1,000 cái comment của khán giả thì hết gọi là 99 cái là họ đã ủng hộ Hồng Loan rồi, bởi những cái việc làm nè, những cái sự kiện xảy ra thì những cái khán giả, những người hâm mộ họ đều có gọi là có xem và có theo dõi cả. Thưa quý vị, còn riêng về cái câu chuyện mà của cô ca sĩ Phương Thanh đó, cô ấy có lên tiếng, cô ấy cho rằng là di chúc phân chia tài sản, mọi thứ phải xử lý khi còn sống thì mới thoát kịp. Rõ ràng chúng ta có thể thấy là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông ấy cũng đã xử lý trước khi mà ông ấy qua đời rồi. Cho nên ngày hôm nay thì Hồng Loan theo trên mặt giấy tờ đó cũng đã chuyển nhượng sang tên hợp pháp rồi, thưa quý vị. Nhưng mà ông ấy không ngờ được là lại là những chính những đứa em của mình, đứa cháu của mình cũng đã từng thương yêu và nâng đỡ, giúp đỡ, kể cả trong sự nghiệp luôn. Nếu có thể nói rằng nếu mà không có cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì những cái tên như là Hồng Nhung, rồi Hồng Phượng, kể cả gọi là Hồng Loan, Vũ Linh, rồi những người khác nữa như Thanh Hằng, Thụy Mỹ chẳng hạn cũng sẽ không có được như ngày hôm nay đâu, thưa quý vị. Và chính bản thân họ đó, họ cũng đã lên tiếng thừa nhận cái điều đó. Chính cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã nâng đỡ, đã kéo hình ảnh và giọng hát của họ lên để cho khán giả biết và yêu mến như ngày hôm nay. Đó là một điều có thể nói rằng là quá là tuyệt vời. Tỏ ra được, chúng ta đã hiểu hơn được cái sự gọi là yêu thương, thứ nhất là em út nè, rồi con cháu, kể cả bạn bè, anh em của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là lớn như thế nào. Thưa quý vị, những cái việc làm của ông ấy đó, thì nếu như không có những cái lùm xùm ngày hôm nay thì có lẽ rằng sẽ rất là nhiều người không biết đâu. Giống như cái câu chuyện mà chúng ta thấy là nghe ông ấy đi làm từ thiện rất là nhiều, nhưng mà có ai biết được ông ấy là làm từ thiện bao nhiêu, làm ở đâu đâu. Xảy ra cái câu chuyện mà tranh cãi về cái vấn đề tài sản ngày hôm nay thì mọi người mới hiểu hơn. Và thậm chí là Thanh Huyền thấy rằng là càng lúc, mặc dù ông ấy còn sống, người mến mộ giọng hát, và khi ông ấy qua đời vẫn để lại được những cái gọi là cái tiếng thơm, và còn nhiều người hiểu ra là thêm là ông ấy đã từng gọi là làm từ thiện rất là nhiều, nhiều người ta còn yêu mến ông ấy nhiều hơn nữa cô chú chị. Nhưng mà chính cái sự việc này, chính những người gọi là em gái như là em trai báo từ đầu tới cuối ngày hôm nay thì cũng tiếp tục là mất đi cái uy tín danh dự. Và bản thân là một người con gái như Hồng Loan thì cô ấy đứng lên, cô ấy lên tiếng để mà lấy lại danh dự cho cha của mình, nhân phẩm cho cha của mình khi mà ông ấy qua đời rồi, mà vẫn gọi là nói rằng là làm những cái trò như là kêu gọi từ thiện để xây mộ. Vậy thì những cái công đức ông ấy trước đây ông đã làm từ thiện có phải là bị các nhân vật này đổ sông đổ biển hay không? Và bản thân cô Hồng Loan là một người con thì khi thấy như vậy cô ấy lên tiếng là hoàn toàn đúng, hoàn toàn hợp lý thôi cô chú anh chị. Để cho người vô minh không thấu hiểu tham gia đấu chiến thì chỉ có nghiệp gia đình chồng lên nghiệp. Đây là một cái điều, cái vấn đề gọi là tâm linh. Nói về tâm linh thì ngày hôm nay có một cái sự việc mà đó chính là cô em dâu của Vũ Linh đó cô chú anh chị. Cô ấy nói rằng là cô ấy vẫn thờ ở nhà, và chính vì Hồng Loan là lên người lên chửi gọi là chú của Hồng Loan, cho nên là chú ấy mới giận, chú ấy mới nói vậy, cho rằng là Hồng Loan đã chửi là chú Bảy,
cho nên chú Bảy nóng giận, chú Bảy mới nói là Hồng Loan đi thử ADN, nếu mà không được, không có cái dòng máu của họ Võ thì có sẵn sàng biến ra khỏi căn nhà cũng như là không lấy một xu nào hay không. Cái điều này thì cũng gọi là khá là vô lý, bởi vì chú Bảy là không, người không có quyền, không có quyền hạn. Gia đình của Hồng Loan, tài sản của Hồng Loan đó, mặc dù bây giờ có thử ADN ra đó, Hồng Loan không phải là con ruột, thì chú Bảy cũng không có quyền đuổi cô Tấy ra khỏi nhà. Và trên mặt pháp lực đó, rõ ràng bây giờ là Hồng Loan có quyền quyết định tất cả mọi thứ đó. Còn về phía tòa án nhân dân quận Phú Nhuận hiện tại thì họ đang thụ lý để mà giải quyết cái vấn đề này. Hiện tại thì chưa có những cái thông tin mới, nhưng mà chúng ta có thể thấy rồi, Hồng Loan đã chiến thắng từ, thứ nhất là từ dư luận, từ khán giả, những người yêu mến. Còn riêng về mẹ con của cô Sáu đó, thì quý vị có thể thấy là đã thua ngay từ lúc đầu mà khi mà đã xuất phát cái câu chuyện này. Bởi vì hiện tại có còn ai mà gọi là ủng hộ và mến mộ và yêu mến cái giọng hát, hay là muốn xem Hồng Loan hay Hồng Phượng biểu diễn nữa không cô chú anh chị, hay là sẽ lại là ném những cái viên gạch, viên đá. Cái việc mà cô Hồng Phượng, cô ấy nói là cô ấy phải hủy show bởi vì bị chịu những cái áp lực từ phía dư luận, đó là cái điều đúng thôi. Bởi vì cái đó là chính do cái tự gia đình, thứ nhất là từ mẹ và những cái việc làm của cô Hồng Phượng ra, cho nên là bản thân cô ấy phải chịu cái điều đó. Bởi vì những cái việc làm như ký hợp đồng công ty truyền thông để livestream, rồi những cái khoản tiền đó cũng ở đâu không biết, và Hồng Loan cũng không biết. Rồi sau đó là kêu gọi, chỉ cái khoản tiền kêu gọi, rồi cho đến cái khoản tiền phúng điếu luôn, thì hai mẹ con và Sáu Bào này với một số những cái cá nhân khác nữa cũng không có gọi là bàn bạc gì với cả với Hồng Loan. Cái điều này nó điều quá vô lý. Cho nên là Hồng Loan cô ấy bức xúc ngày hôm trước thì đã khóa cửa nhà là hoàn toàn hợp lý luôn. Thì anh Nguyên thấy rằng là rất là nhiều người cũng đồng tình với cái điều này, thể hiện cái sự chủ quyền của mình trong căn nhà, đó là hoàn toàn hợp lý. Và nhiều người ta cho rằng là tại sao đây cần thiết phải làm sớm hơn nữa cô chú anh chị. Cho nên thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa biết được cái về phía cơ quan chức năng, đặc biệt là tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, họ sẽ xem xét xử lý như thế nào và đến khi nào thì mới đưa ra xét xử. Nhưng mà qua những cái việc làm, những cái lời nói, những cái phát ngôn với những cái cách hành xử, thì chúng ta thấy rõ ràng Hồng Loan đã chiến thắng. Thứ nhất là trong lòng của khán giả đã từng yêu mến ba của mình, đó chính là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Và chính bản thân cô ấy ngày hôm nay có việc làm với những cái hành động của cô ấy cũng được rất là nhiều ủng hộ. Còn riêng đối với gọi là Hồng Nhung hay là Hồng Phượng thì cho dù là có được phân chia tài sản đi, có thắng đi, thì Thanh Nguyên nghĩ rằng đó thì cũng sẽ trắng tay. Trắng tay ở đây đó chính là cái sự nghiệp của mình, sự nghiệp ca hát biểu diễn hay là nghệ sĩ cải lương gì đó. Nhiều người cho rằng là Hồng Nhung với Hồng Phượng bây giờ là chuyển qua đề tài diễn hài đi, diễn hài cho người ta xem, cho cả nước xem, chứ bây giờ là thấy rõ ràng hát giờ không ai muốn nghe nữa. Đó là tại vì sao? Đó là tại do chính cái việc làm của mình, họ phải nhìn nhận lại từ đầu. Người là người khơi mào muốn chi, muốn lấy tài sản, rồi sau đó lại đâm đơn kiện luôn gọi là cháu gái của mình. Cái một điều gọi là có thể nói là một sự việc khá là hy hữu. Thanh Nguyên thấy rằng rất nhiều những cái comment của khán giả đó nói rằng nếu như Hồng Nhung mà thắng cái vụ kiện này được chia tài sản thì cô ấy cũng về, cô ấy làm đơn để mà có thể nói là yêu cầu là cậu của mình phải chia tài sản với mình. Là cháu gái phải về phải được quyền chia tài sản, rồi em gái cũng về gọi là đòi gọi là con của anh trai của mình chia tài sản. Nếu như thật sự thắng thì Thanh Nguyên nghĩ rằng thời gian tới đó sẽ có rất là nhiều những cái di chúc miệng, rồi những cái lá đơn khác nhau. Đó là một số những cái nội dung, cái thông tin ngày hôm nay Thanh Nguyên muốn chia sẻ gửi đến cho tất cả các chú anh chị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thanh Nguyên cũng sẽ luôn cố gắng cập nhật những cái nguồn thông tin mới nhất, đặc biệt là những cái diễn biến từ phía gọi là tòa án nhân dân quận Gò Vấp, họ sẽ thông tin như thế nào về cái vụ việc này. Em sẽ liên tục cập nhật để gửi đến cho tất cả các chú anh chị chúng ta tiện theo dõi. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, thì ngày hôm nay Thanh Nguyên muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái sản phẩm mà hiện tại em đang bán trên nền tảng YouTube này. Đó, cái này là tôm khô được lấy từ quê hương Bạc Liêu. Cái này là tôm khô loại 1 nha cô chú anh chị. Một bịch em đang cầm là nửa ký, nửa ký là 750 ngàn, một ký là 1,5 triệu, miễn phí ship toàn đất nước Việt Nam nha. Còn cô chú anh chị nào ở nước ngoài thì vui lòng chịu phí ship dùm em nha cô chú anh chị. Đây là tôm khô loại 1, chất lượng rất là thơm ngon, được lấy từ vùng quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị.
Rồi tiếp theo đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau. Một chai em đang cầm là 1 lít là 1,5 triệu, nửa lít thì 750 ngàn. Quý vị khán giả, của chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình. Hai sản phẩm này thì em đều có thể giao qua nước ngoài được, bất cứ nước nào nha. Rồi, xin cảm ơn quý vị rất nhiều, mong rằng cô chú ủng hộ cho những cái sản phẩm em đang bán. Xin cảm ơn.